Ở cuối phần phim Halloween Kills, dù cho Michael Myers đã bị đội dân phòng của thị trấn Haddonfield hội đồng, nào là súng, nào là gậy bóng chảy, còn bị Karen bồi thêm một nhát dao vào lưng, nhưng Michael vẫn có thể trỗi dậy một lần nữa và giết sạch những ai cản đường hắn. Để rồi chính Karen đã phải bỏ mạng ngay tại căn phòng cũ của Judith. Kể từ đó, tên sát nhân đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết nào. Và ở phần phim cuối này, câu chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra với thị trấn vốn dĩ rất bình yên, Haddonfield? Cùng mình vào ngay video ngày hôm nay nhé! Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Vào đêm Halloween năm 2019, một năm sau sự kiện đau lòng bởi cơn phẫn nộ của Michael, người dân thị trấn Haddonfield đang cố gắng để từng bước chữa lành vết thương. Thanh niên 21 tuổi, Corey Cunningham, đến nhà Allen để trông cậu bé tên là Jeremy. Vì ông bà Allen cần tham dự một bữa tiệc, bà Allen nói với Corey hãy nhớ cho Jeremy đi ngủ sớm vì cậu bé vẫn còn sợ hãi từ vụ thảm sát năm trước. Không biết mức độ sợ ra sao chứ chính Jeremy là người đề nghị với Corey cùng xem phim kinh dị với mình, còn tuyên bố là mình không sợ. Corey sau đó nói 5 phút nữa cậu bé phải đi ngủ, rồi anh chàng vào bếp định tìm chút gì đó ăn nhẹ. Corey bất ngờ nghe thấy tiếng động nên đi xung quanh kiểm tra. Jeremy đã biến mất, sau đó là la hét và kêu cứu. Corey cũng nhận thấy con dao ban nãy mình đặt trên bếp đã biến mất. Nó xuất hiện ở chỗ cầu thang và anh ấy nhặt lên, tiếp tục đi tìm Jeremy. Khi Corey bước vào căn phòng gác mái, thì Jeremy ở bên ngoài đóng sầm cửa lại. Anh chàng dường như sợ bóng tối hay là không gian hẹp nên cuống cuồng nói cậu bé hãy thả mình ra. Thấy không được thì Corey tìm cách phá luôn cửa. Ông bà Allen lúc này đã quay trở về. Khi họ bước vào nhà, cũng là lúc mà Corey đạp buông cánh cửa, vô tình đụng trúng Jeremy, đẩy cậu văng ra khỏi lan can, rớt thẳng xuống đất. Hai người họ chạy đến và bà Allen khi ngước lên nhìn đã thấy Corey ở đó với con dao trên tay và buộc tội anh ấy là sát nhân. 3 năm sau, bối cảnh quay trở về với nữ chính Laurie đã mua một căn nhà mới trong thị trấn để sống cùng cô cháu gái Allison. Laurie cố gắng hoàn thành cuốn tự truyện của bản thân, cũng là cách để chữa lành chính mình. Khi đang trên đường đến bệnh viện làm việc, Allison bị người yêu cũ là sĩ quan Đắc yêu cầu dừng xe lại, mục đích chỉ là để có cơ hội nói chuyện với cô. Đắc nói rằng phần bô xe của Allison sắp rớt ra rồi, hãy tranh thủ đi sửa nó. Về phía Corey, anh ấy sau khi bị bắt thì được tòa tuyên trắng án, hiện đang làm việc tại một gara xe của người cha dượng, Ronan. Ông ấy sau đó đã tặng cho con trai một chiếc xe để đi lại dễ dàng hơn, không đến làm trễ nữa. Chỉ cần sửa chữa lại chút là có thể đi đăng kiểm rồi sử dụng. Corey đi làm về thì ghé một cửa hàng tiện lợi mua sữa uống. Khi ra bên ngoài, anh chạm mặt với một nhóm thanh niên tuổi teen, nhờ anh vào trong mua giúp vài lốc bia. Nhưng Corey đã từ chối và bị bọn chúng, nhất là Terry và Billy buông lời chế nhạo vì câu chuyện trong quá khứ. Corey tức giận đến mức bóp nát chai sữa. Terry khó chịu vì sữa bắn vào người nên đã đẩy ngã Corey, khiến bàn tay của anh ấy bị thương. Laurie có mặt ở đó và giải cứu cho Corey. Bà ấy sau đó còn giúp anh có cơ hội để trả đũa. Laurie đưa Corey đến bệnh viện để khâu lại vết thương ở tay. Allison là y tá phụ trách chăm sóc vết thương. Khi bác sĩ Mathis đang thực hiện việc khử trùng thì Corey vô tình làm đổ các dụng cụ trong phòng. Mathis nói Allison hãy nhanh chóng dọn dẹp nhưng với một giọng điệu vô cùng hách dịch. Corey nói với cô ấy đừng để gã đó nói chuyện với mình như vậy. Hai người họ bắt đầu có tình ý với nhau. Corey nói mình làm việc trong gara, thế là Allison nhân cơ hội nhờ anh chàng kiểm tra giúp chiếc xe của mình. Corey sau khi xem qua thì nói cô ấy ngày mai hãy mang xe đến gara vì ở đó mới có đầy đủ dụng cụ. Khi ở nhà, Allison được cả Laurie và Lindsay ủng hộ theo đuổi Corey. Anh ấy hiện đang sống cùng với mẹ là bà Joan cùng với cha dượng. Bà ấy xem Corey không khác nào là một đứa trẻ, bảo vệ anh ấy quá mức khi mà mọi người trong thị trấn đều gán cho tội giết người. Ngày hôm sau, Allison mang chiếc xe đến gara cho Corey kiểm tra, còn được anh ấy chỉ cho cách lái mô tô. Thì cùng lúc, Terry và cha mang chiếc xe đến đây để sửa. Cậu ta bị cha mắng mỏ vô cùng tệ hại. Laurie đi siêu thị thì gặp lại sĩ quan Harkin. Họ trò chuyện với nhau, có vẻ rất hợp ý. Khi ra về, Laurie bị một người phụ nữ bước đến buộc tội là tại sao vẫn có thể vui vẻ sau những chuyện đã gây ra. Người đó là chị gái của bà Sandra, người từng là nạn nhân trong cuộc tấn công của Michael 4 năm trước, không thể nói chuyện được nữa và còn chứng kiến chồng bị sát hại. Người chị đổ lỗi cho Laurie vì đã dụ Michael quay lại thị trấn. Bà ấy buồn bã ở trong xe và Harkin thấy vậy nên bước đến để tìm cách an ủi. Allison đã kéo được Corey đi cùng mình đến một bữa tiệc Halloween. Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng khi rượu đã ngấm thì chỉ có lên nóc nhà mà bắt con gà. Corey tháo chiếc mặt nạ bù nhìn ra để quẩy nhiệt hơn thì bắt gặp bà Allen ở đây. Bà ấy tức giận khi thấy Corey dám vui vẻ uống rượu khi đã từng sát hại con trai bà. Dù cho tòa đã tuyên trắng án, nhưng bà ấy một mực khẳng định chính Corey cố tình ra tay. Corey bị tổn thương nên bỏ ra ngoài. Khi Allison cố gắng chạy theo để an ủi, thì còn bị anh ấy đổ lỗi cho việc đã kéo mình đến đây để bị xỉ vả. Corey đi bộ về nhà thì một lần nữa đụng độ với nhóm thanh niên bắt nạt. Ngoại trừ Margot thì đứa nào cũng tìm cách ức hiếp anh ấy. Corey phát cáu, buông lời chọc tức Terry, nói anh là thằng núp bóng cha, bị cha ghét bỏ. Không giữ được bình tĩnh, Terry đã đẩy Corey xuống bên dưới rồi cả bọn nhanh chóng bỏ trốn. Corey bất tỉnh và bị thứ gì đó lôi vào bên trong cống. Khi anh ấy tỉnh dậy, đang tìm cách đi ra bên ngoài thì bất ngờ bị tóm cổ, đó chính là Michael. Tuy nhiên khi tên sát nhân nhìn vào mắt của Corey, hắn dường như đã nhìn thấy những điều mà anh ấy đã trải qua nên đã để cho Corey đi. Khi ra đến bên ngoài, một người đàn ông vô gia cư tiếp cận anh với một con dao, hỏi anh ấy có phải đã gặp Michael không, rồi uy hiếp quay vào lại bên trong lấy cái mặt nạ của hắn. Corey giằng co rồi đâm ông ta đến chết.
Kể từ lúc đối mặt với Michael Myers, Corey dường như đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả Laurie cũng đã cảm nhận được điều đó khi anh chàng đến nhà tìm gặp Allison. Corey xin lỗi bạn gái rồi dẫn cô ấy đi đến ngôi nhà của gia đình Allen, hiện bị bỏ hoang và kể lại câu chuyện 3 năm trước. Rồi hai người đi ăn tối, vô tình chạm mặt với Dark. Gã cảnh sát đã ngà ngà say nên bước đến trêu chọc Allison. Corey khó chịu nên bắt đầu to tiếng với hắn, buộc hắn quay trở về bàn ngồi với bạn bè. Laurie đã nhìn thấy đôi mắt Michael trong đôi mắt của Corey nên cảm thấy lo lắng và bà đến nhà của Corey gặp Joan để nói chuyện. Tại đây, Joan dù cho có bày tỏ sự thông cảm nhưng vẫn nói ra những lời xúc phạm Laurie, khẳng định Haddonfield đã chọn con trai bà là Boogeyman tiếp theo sau khi Michael biến mất, họ cần một kẻ nào đó để đổ lỗi. Corey đưa Allison về nhà và trao nụ hôn đầu tiên. Khi anh ấy rời đi thì Dark bám theo ngay phía sau, Corey trở lại chỗ gầm cầu rồi biến mất. Dark đi xung quanh thì phát hiện thi thể của người đàn ông vô gia cư. Nghe thấy tiếng động bên trong cái cống nên Dark chui vào đó. Corey đối mặt và cố gắng giết chết anh ta nhưng không đủ sức. Chỉ đến khi có Michael ra giúp, kẻ dường như cũng đã yếu đi khá nhiều thì Dark mới bị giết chết. Corey bắt đầu rối trí, quay trở lại tìm Allison một lần nữa để hai người tiến xa hơn trong mối quan hệ. Ngày hôm sau, khi ở bệnh viện, Allison cảm thấy khó chịu với người đồng nghiệp Deborah. Vì vốn dĩ Allison mới là người được thăng chức nhưng vì Deborah quyến rũ bác sĩ Mathis nên được ưu ái hơn. Laurie đến tâm sự với Lindsay về những lo lắng của mình thì họ gặp ông Allen ở đây. Ông ấy từ trước đến giờ không hề căm ghét Corey, trái ngược hoàn toàn với vợ. Ông Allen còn cho rằng chính người dân Haddonfield đã và đang từng bước biến Corey thành thứ mà họ sợ hãi. Allen đã cố gắng tiếp cận với Corey để nói chuyện, nhưng khi nhìn vào đôi mắt, ông ấy biết được Corey ngày trước đã không còn tồn tại. Và Corey hiện tại đang đi vào một đường hầm tăm tối. Tối đến, Deborah và bác sĩ Mathis đến nhà riêng của ông ấy để tò te. Khi cô ta đi vào bên trong tắm rửa thì nghe thấy tiếng hét của nhân tình. Deborah khoác áo bước ra ngoài, chứng kiến cảnh Corey đang đeo mặt nạ bù nhìn, đâm liên tiếp vào người Mathis. Cô nhanh chân bỏ chạy vào lại bên trong và khóa cửa, nhưng không hề hay biết Michael đã chờ sẵn ở đó. Hắn nhấc bổng cô lên và kết liễu ở tư thế yêu thích của hắn, ghim chặt con mồi vào tường. Trả thù được cho người yêu, Corey phấn khích đưa Allison đi dạo rồi leo lên trên tầng thượng tòa nhà đài phát thanh. Hai người lên kế hoạch để rời khỏi Haddonfield mãi mãi. Khi họ leo xuống thì bị bắt gặp bởi tay MC tên Willie. Willie khi nhận ra hai người thì chế nhạo họ như cái cách hay cợt nhã trên chương trình radio của hắn ta. Corey quay về nhà thì lại bị mẹ mắng, còn tát anh ấy một cái. Tức giận, Corey sang căn nhà bỏ hoang của Allen, nằm ngủ ngay chính vị trí mà Jeremy rớt xuống. Sáng đến, cũng là ngày Halloween, Laurie đến tìm và đánh thức Corey dậy, yêu cầu anh ấy tránh xa Allison. Nhưng Corey nói rằng nếu như mình không có được Allison thì sẽ không ai có. Laurie sau đó đã rời đi trước khi anh ấy kịp nhận ra. Corey gọi cho Allison, nói rằng họ cần phải rời khỏi thị trấn càng sớm càng tốt vì anh ta cho rằng Laurie đang cố giết mình. Gọi điện xong thì Corey trở lại chỗ cống nước, chiến đấu với Michael để giành lấy cái mặt nạ. Michael suy yếu không thể chống cự lại với Corey và bị lấy mất mặt nạ. Nhưng tên sát nhân chắc chắn không đầu hàng dễ dàng như vậy. Allison lúc này quay về nhà để thu dọn đồ đạc thì nảy ra tranh cãi với bà ngoại. Ở cái tuổi trẻ, yêu đương mãnh liệt như này, dĩ nhiên là Allison chọn rời đi cùng với Corey. Còn Corey thì bắt đầu cuộc tàn sát của mình, bắt đầu với nhóm thanh niên bắt nạt. Anh phá chiếc xe của Terry để dụ chúng đuổi theo mình đến chỗ gara, lúc này có Ronan ở đó nhưng đang mải mê xem phim. Các thanh niên tìm thấy xe của Corey định móc nó vào ô tô rồi kéo đi, đến khi Terry gọi Billy thì mới biết được cậu nhóc đã phải bỏ mạng. Corey nổ máy xe tải rồi lao thẳng đến chỗ của Stacy và Margot. Hai cô gái trèo qua hàng rào, nhưng Margot đã chậm chân hơn nên bị chiếc xe đâm trực diện, cuốn xuống bên dưới gầm. Thấy Margot vẫn còn sống, Stacy trở lại để cứu bạn thì bị Corey đánh bằng cái cờ lê. Terry chạy đi cầu cứu Ronan, ông ấy vừa nghe thấy là đưa ngay cho thanh niên một cây súng phòng thân. Nhưng khi ra đến ngoài, thì Ronan nhận thấy kẻ ở trước mặt lại là con trai nên yêu cầu Terry dừng lại. Đã quá trễ, Terry lỡ tay nổ súng bắn vào đầu của Ronan. Corey sau đó khống chế được Terry, giết chết cậu ta bằng cái máy hàn. Nạn nhân cuối cùng là Margot khi bị Corey giẫm nát đầu và lái xe cán qua. Tên tâm thần quay về nhà rồi sát hại luôn mẹ ruột trước khi chạy đến đài phát thanh, giết chết nhân viên lễ tân. Rồi đi vào trong đập mặt của Willie xuống bàn khiến cái cằm vỡ nát. Chưa dừng lại ở đó, Corey còn cắt luôn lưỡi của anh ta vì tội xúc phạm Allison. Allison đã đến địa điểm hẹn với Corey nhưng không thấy anh ấy đâu. Gọi điện hay nhắn tin cũng không trả lời, còn Laurie thì cố gắng liên lạc với cháu gái nhưng không được. Bà ấy tuyệt vọng, gọi cho cảnh sát thông báo về một vụ tự tử rồi lấy ra một khẩu súng, chĩa vào đầu mình. Tiếng súng vang lên và Corey đang núp trong căn nhà, cho rằng Laurie đã chết. Nhưng đó chỉ là cái bẫy của bà ấy và anh chàng đã bị bắn nhiều phát vào người, ngã xuống cầu thang. Allison quay về nhà vì nhớ lại lời nói của Corey rằng Laurie đang tìm cách giết mình. Thì anh ta ở trong này, nghe tiếng xe đã cầm con dao lên rồi đâm vào cổ họng. Allison bước vào và cảnh tượng trước mắt không khác gì việc Laurie đã sát hại bạn trai cô. Cô gái bật khóc và bỏ đi, không cho Laurie có cơ hội giải thích. Một lúc sau, Michael đến để lấy lại cái mặt nạ rồi xử lý luôn Corey. Tại đây, tên sát nhân và Laurie đã có một cuộc đụng độ cuối cùng. Allison đang lái xe thì nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát nói rằng Laurie có gọi đến thông báo về vụ tự tử.
Cô ấy sau đó còn nhìn thấy tòa nhà chỗ đài phát thanh bốc cháy thì cũng dần hiểu ra vấn đề. Quay trở lại chỗ căn nhà, Michael ném Laurie đi khắp nhà nhưng bà ấy vẫn đủ sức chống trả, còn ghim được tay của tên sát nhân lên quầy bếp. Nhận thấy đây là cơ hội, Laurie lấy thêm một con dao nữa để khóa luôn cái tay còn lại, rồi đẩy tủ lạnh ngã để giữ chân của Michael. Laurie tháo mặt nạ hắn ra, nói Michael không phải là Boogeyman mà chỉ là một người đàn ông bình thường. Nói xong, bà ấy cắt cổ Michael, nhưng hắn ta vẫn đủ sức tóm cổ Laurie. Allison quay trở về kịp lúc giải nguy cho bà ngoại. Để chắc ăn, Laurie đã cắt luôn gân tay của Michael. Khi Hakim và những cảnh sát khác ập đến, họ đã thấy Michael nằm im bất động. Tất cả lên kế hoạch để chấm dứt Michael một lần mãi mãi. Họ buộc hắn lên nóc xe rồi đi đến chỗ gara của Ronan, nơi có cái máy nghiền. Người dân thị trấn nối đuôi nhau không khác gì là diễu hành vì họ không muốn bỏ lỡ thời khắc này. Michael bị chính Laurie ném xuống máy nghiền trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cơn ác mộng của thị trấn cuối cùng đã chấm dứt. Allison làm hòa với Laurie và sau đó quyết định rời Haddonfield một mình. Laurie thì hoàn thành cuốn tự truyện của mình, kết thúc với câu nói mặc dù Michael đã ra đi, nhưng cái ác không bao giờ thực sự biến mất mà chỉ khoác lên mình một hình dạng khác. Hakim đến thăm bà ấy và hai người ngồi xuống trò chuyện với nhau, xây dựng một mối quan hệ mới. Ở cảnh quay cuối cùng, chiếc mặt nạ của Michael vẫn còn đó, nằm yên ở trên bàn. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.